Yo, chào tất cả các bạn, mình là Gan đây. Và hôm nay mình sẽ phân tích về một cái MBA mà phải nói là mình đã mới nghe tên thôi là mình đã cảm thấy là có ấn tượng đầu tiên rồi đấy. Thật quá, tên là mình rất là ấn tượng luôn. Đó chính là Goethe Longinus Calmer Metal Destroyed 2. Vâng, cái quả tên đó tôi nói thật là nó cũng có, như nó cũng có dính dáng tới cái ngày release cái em này luôn, cái ngày ra mắt em này nữa. Và tôi nói trước, trong video này thông tin không hẳn đúng 100% hay là 90%. Nó chỉ là có một số thông tin đúng, và đây là bài phân tích trước về con bay, và nó hiện vẫn chưa có ra mắt và cũng vẫn chưa được bày bán. Cho nên là ok. Đầu tiên Goethe Longinus. Cái Goethe ấy đấy chính là dịch ra chính là sai trái. Và từ karma tức là nghiệp. Đúng vậy, kiểu nghiệp chướng ấy, nhiều bạn kiểu cái mỏm tạo nghiệp ấy. Kiểu như vậy. Destroy nữa, thêm chữ metal destroy, và nó có thêm chữ trừ 2 nữa. Cái armor đó là armor trừ 2 nữa. Và các bạn nên biết là cái con Goethe Longinus này nó ra mắt vào ngày 11 tháng 9. Nó ra mắt vào ngày 11 tháng 9. Các bạn cứ việc lên Google search ngày 11 tháng 9 thì các bạn sẽ biết đấy chính là ngày gì. Các bạn hãy lên Google search ngày 11 tháng 9 thì có thể nhiều bạn đã biết rồi, nhưng mà bạn nào chưa biết cứ việc lên Google search bấm chữ 11 sẹt 9 thì các bạn sẽ biết gì rồi. Nó đó cực kỳ luôn. Goethe là cái việc sai trái nè. Karma nè là nghiệp nè. Metal destroy nè. Destroy mà thêm cái trừ 2 mà sao destroy 2. Nó rất là liên quan đến cái ngày 11 tháng 9 luôn ấy. Tôi không biết là tác giả có cái ẩn ý gì, tôi không biết là Tommy có cái ẩn ý gì mà lại cho cái con Goethe Longinus này nó xuất hiện vào ngày 11 tháng 9. Nhưng mà phải nói là tôi cũng khá là shock đấy. Ok, vì bây giờ tôi sẽ nói về cái chip Longinus trước. À, cái core Longinus trước. Thì cái core Longinus này này, nó có hai cái đầu rồng kim loại, mà tôi không biết nó có nặng bằng cái core Perseus không nữa, nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ nặng gần bằng ấy. Kiểu Perseus có kim loại trên phần tiếp xúc với cái blade hoặc là armor. Còn Goethe Longinus này thì nó sẽ có kim loại trên phần mặt. Mà cái kim, nhưng mà nó khác nhau ở chỗ nào? Cái con Longinus ấy, cái chip Longinus có kim loại trên phần mặt thì nó sẽ gây cái hiện tượng là imbalance, tức là mất cân bằng. Còn chip Perseus ấy thì cái trọng lượng nó sẽ được phân tán đều hơn. Tuy nó nặng nhưng mà nó được phân tán đều hơn, và thế là nó sẽ tăng thêm stamina cho bay. Đấy. Và tiếp theo tôi sẽ nói về Goethe. À mà Goethe Longinus có 8 đầu rồng. Nếu như mà bạn nào nhìn về trong cái ảnh này, các bạn chỉ có thể thấy được 6 cái đầu rồng thôi, và nó sẽ có được 2 cái đầu rồng ẩn ở bên dưới nữa. Hai đầu rồng ẩn bên dưới này nó sẽ có gì? Hai cái đầu rồng bằng kim loại ẩn ở bên dưới nó sẽ tránh cho những cái trường hợp khi các bạn dùng hai mod. Nếu như mà các bạn dùng hai mod ấy thì các bạn sẽ rất là dễ bị tấn công xuống dưới phần layer nếu như các bạn chơi đấu với low mod. Và cái play Goethe này có thể giúp các bạn tấn công trên hai mod tốt hơn khi mà các bạn có một cái phần kim loại bên dưới và các bạn có thể đập thẳng xuống low mod luôn. Kiểu như vậy ấy. Phải nói là đây chính là một cái thiết kế mà tôi rất là thích ở trong cái Goethe này. Và nó có tính tận 8 cái đầu rồng. Và 8 cái đầu rồng này đều bằng kim loại hết. Nó kim loại từ trên xuống dưới luôn các bạn ạ. Các bạn có thể thấy là cái driver metal destroy đó. Cái metal destroy thì tôi sẽ nói sau. Bây giờ tôi phân tích hết cái Goethe chưa nhỉ? Nói chung thì đây sẽ là một cái con bay cực kỳ nặng, full kim loại từ trên xuống dưới. Bây giờ tôi sẽ nói về cái disc tên là Karma. Cái disc Karma này tên là nghiệp. Và Karma này nó sẽ có thể sẽ xuất hiện ở trong một cái booster hoặc là cái một em bay sắp tới sắp ra mắt nữa, tên là Magma Hybrid Karma Wave Dash, tức là bay của em Elia Mao ấy. Bây giờ chúng ta quay lại với Karma. Karma có nghĩa là nghiệp. Mà tôi nghĩ nhìn cái shape này nó khá là giống với cái Disc 9. Cái Disc 9 trong Season 1, trong cái con Lost Longinus ấy. Nói chung là những cái bộ phận sau này có giống với những cái bộ phận trước thì cũng rất là, cũng là một chuyện rất là bình thường thôi. Và Karma này tôi nghĩ là nó tạo nghiệp, là đúng kiểu tạo nghiệp luôn rồi đấy. Các bạn thử đem cái Disc Karma này mà gắn vào cái left spin một phát là nó tạo nghiệp vô cùng các bạn ạ. Nó tạo rất là nhiều nghiệp luôn đấy. Các bạn nhìn cái hình dạng của nó kìa. Nếu như mà để cho nó quay trái nữa thì
mình sợ là chơi với cái disc karma này là chạy bay khác luôn á, mình sợ hư bay người ta luôn á. Mà cái disc karma này mà đem đấu với bay in 3D thế nào cũng gãy luôn cái con bay in 3D đó rồi. Nhưng mà nếu mà ngược lại cho nó quay phải thì tôi nghĩ là nó sẽ ổn hơn ấy. Còn disc karma này tôi nghĩ là nó ạc tắc quá ngon rồi. Mà nếu như mà cho quay phải thì nó sẽ giảm cái độ ạc tắc lại. Vì thế nên cái disc này nếu mà cho một cái con balance có thể quay trái hoặc là quay phải thì nó sẽ ngon ấy. Tôi nghĩ nó sẽ rất là ngon ấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ qua đến Metal Destroy Driver. Tôi không hiểu sao mà Longinus họ spam Destroy là đến tận 3 lần rồi đấy. Cái Destroy đầu tiên là cái Destroy bình thường trong con Nightmare Longinus. Tiếp theo là đến con Courage Longinus thì họ dùng Destroy Dash. Sau này lên cái con này nó lại là Metal Destroy. Nếu như bạn không biết thì Metal Destroy ấy, thì nó giống như là một cái Destroy Dash. Tại vì cái click, lò xo bên trong của nó cứng ngang với một cái lò xo Dash, và nó có thêm kim loại trên mặt nó. Nhưng mà tôi khuyên các bạn, nếu như các bạn dùng cái này thì các bạn không nên xài cái Metal Destroy. Tại vì Metal Destroy này nó chỉ tăng thêm cái phần trọng lượng cho bay có khoảng 2g mà thôi. Trong khi đó các bạn sử dụng Destroy Dash thì nó sẽ nhẹ hơn cái Metal Destroy này có khoảng 2g. Nhưng mà bù lại các bạn sẽ giữ lại được cho bay bền hơn rất là nhiều. Tại vì một cái đế dash này nó đã bào mòn răng cho bay rồi, mà thêm metal vô nữa, bạn biết đấy, kim loại mà, nó sẽ bào mòn răng còn nhiều hơn nữa, chơi rất là dễ gãy răng cho bay. Cho nên là bạn nào muốn chơi mà bền thì nên dùng không nên dùng những cái metal driver này. Theo tôi thấy là như vậy luôn á. Và cái metal destroy này nó sẽ mất cân bằng hơn là những cái destroy bình thường. Tại vì quán tính nó dồn vào giữa thay vì chia ra ngoài, cho nên là nó sẽ rất là dễ bị mất cân bằng. Nói thêm một tí về L gear thì cái gear này nó chắc là một cái armor, nhưng mà armor chỉ gắn được cho Bedio mà thôi, và chỉ gắn được ở high mod chứ không có thể dùng được ở low mod. Và cái gear này nó tăng tính attack lên và để kháng lại con Goaty Longinus, mà chỉ biết là như thế thôi chứ nó cũng không có cái gì đặc sắc. Vâng, thì đấy chính là tất cả những gì mà tôi muốn nói. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.